Kính thưa quý khán giả và bà con nông dân, đối với vườn cây ăn trái, vào mùa mưa thường chịu nhiều bất lợi như đất bị ngập nước sẽ làm cây thiếu oxy, lá và trái sẽ rụng nhiều. Ngoài ra, trong thời gian rễ cây bị ngập nước thì nấm bệnh rất dễ tấn công. Trong chương trình hôm nay, hy vọng sẽ cung cấp cho bà con thêm thông tin để chăm sóc tốt vườn cây có múi của mình. Nhưng trước tiên là phần tư vấn nhà nông. Kính thưa bà con, Ngọc Như xin giới thiệu với bà con tham gia chương trình hôm nay có Thạc sĩ Nguyễn Trường Quy, trưởng nhóm cây ăn trái khu vực Nam Sông Hậu của tập đoàn Lộc Trời và bà con nông dân ở xã Trường Long Tây của huyện Châu Thành A. Thưa Thạc sĩ Trường Quy, trong cái mùa mưa này thì cây ăn trái thường gặp những điều kiện bất lợi nào và bà con mình cần phải làm cái gì để mà bảo vệ vườn cây của mình ạ? Đối với vườn cây có múi thì khi vào mùa mưa thì thường phải chịu rất nhiều bất lợi như đất thì bị ngập nước, dẫn đến rễ bị dễ tổn thương và dẫn đến thối rễ, rụng lá, rụng trái vân vân. Ngoài ra thì trong cái mùa mưa thì đây là cái điều kiện thuận lợi cho nhiều nấm bệnh xuất hiện và gây hại nghiêm trọng trên vườn cây có múi chúng ta. Đặc biệt thời điểm này thì có những bệnh mà bà con cần phải lưu ý như bệnh vàng lá thối rễ, bệnh xì mũ gốc, bệnh rẽ, bệnh lét. Và riêng đối với cây cam sòn hiện nay thì nó đang xuất hiện bệnh khô cành, khô đầu cuốn, làm rụng trái, gây thiệt hại rất lớn. Vì vậy để làm sao hạn chế những bất lợi này thì bà con cần phải lưu ý một số cái biện pháp sau. Thứ nhất là trước khi vào mưa bà con nên gia cố cống bọng an toàn để bơm nước tốt, và đặc biệt là mương phải thông thoáng để thoát nước nhanh. Bên cạnh đó, đối với những liếp lớn rộng bà con nên đánh rãnh để thoát nước tốt, giải quyết cho bộ rễ. Và thứ hai là nên cắt tỉa cành tạo tán để giúp cho vườn thông thoáng nhằm giảm áp lực mầm bệnh vào cái mùa mưa. Và đặc biệt là bà con cần phải thăm vườn thường xuyên để phát hiện dịch hại sớm và phòng trị kịp thời. Xin cảm ơn Thạc sĩ Trường Quy rất là nhiều về những thông tin vừa rồi ạ. Bà con mình ở đây có những cái thắc mắc về cách chăm sóc cũng như là cái bảo vệ cái vườn cây của mình trong cái mùa mưa này thì bà con hãy đặt câu hỏi để Thạc sĩ Trường Quy có thể tư vấn thêm ạ. Tôi trồng cây cam sòn mà đầu mùa mưa cây thường thường nó bị suy yếu và lá nó bị vàng và nó rụng lá. Xin Thạc sĩ Quy cho biết là nguyên nhân làm sao và cách phòng trừ cho nó hiệu quả. Vào cái mùa mưa thì vườn cây có múi chúng ta thường bị động nước, ứ nước sẽ làm cho cái rễ dễ bị tổn thương và dẫn đến thối rễ, và đặc biệt thì lá nó vàng và rụng thì đó là cái triệu chứng của bệnh vàng lá thối rễ. Thì cái bệnh vàng lá thối rễ đây là cái bệnh do nấm gây ra, và ngoài cái yếu tố ngập nước làm tổn thương rễ sẽ tạo điều kiện cho nấm tấn công và gây hại rễ, thì cái yếu tố khác đó là gẹp sáp và tuyến trùng cũng là tác nhân mà sẽ giúp cho cái nấm dễ dàng tấn công cái rễ chúng ta. Vì vậy để làm sao giải quyết được cái bệnh vàng lá thối rễ thành công thì bà con cần phải thực hiện các cái biện pháp sau. Thứ nhất thì đối với những nhánh vàng và những rễ bị thối thì bà con phải cắt bỏ đem ra khỏi vườn. Và thứ hai là xới nhẹ phần đất xung quanh cái gốc cây bệnh và sử dụng cái sản phẩm album cũng như cộng với cái sản phẩm Insugen thì và kết hợp thêm cái carbon thì bà con tưới từ 1 đến 2 lần cách nhau 7 đến 10 ngày. Và khi đó thì bà con sẽ sử dụng cái sản phẩm DS80, bà con sẽ phun ở trên để cung cấp chung vi lượng cho cây có múi để giúp cây gia tăng khả năng chống chịu với bệnh hại và giúp cây nhanh phục hồi. Sau khi tưới thuốc bệnh lần cuối thì 7 đến 10 ngày sau, bà con sẽ quan sát thấy rễ nó khô lại và thấy bệnh nó hết thì chúng ta tiến hành phục hồi, tái tạo lại bộ rễ và tạo cái rễ mới bằng cách sử dụng cái sản phẩm DS80 kết hợp với can tưới Godwell. Can tưới Godwell bà con sẽ tưới từ 1 đến 2 lần cách nhau 7 đến 10 ngày. Và sau đó tiếp tục quan sát thì khoảng 1 tuần sau bà con sẽ thấy cái rễ mới nó phát triển trở ra và phần trên mình sẽ thấy cái đọt non nó xuất hiện. Và sau đó tiếp tục chăm sóc và từ từ cái vườn chúng ta phục hồi. Cái Godwell với cái DS80, cái này là loại thuốc hay là phân? Mà hai loại này nó trị trên vườn cây đó là trị ra sao, là trị như thế nào trên vườn cây ăn trái? Đối với sản phẩm DS80, đây là phân bón lá hữu cơ cao cấp. Và đối với thành phần DS80 này chứa rất đầy đủ thành phần dinh dưỡng, trong đó chúng ta có đa chung vi lượng đều có. Và bên cạnh đó nó bổ sung hai thành phần, đó là cái axit humic và cái fulvic. Thì đây là hai thành phần rất cần thiết cho cây trồng. Đặc biệt cái axit humic
thì ngoài cái việc giúp cây dòng giải độc, giúp cây dòng kích thích rễ, tạo rễ mới, thì khi cây dòng phát triển thì nó bổ sung thêm, đặc biệt là cái thành phần bo. Thì cái thành phần này bà con biết là rất cần thiết cho cây trồng ở trong giai đoạn ra hoa và đậu trái. Bên cạnh đó thì cây trồng cũng rất cần nhiều cái kali, vì kali nó sẽ giúp cho cái cành nó cứng chắc hơn, và đặc biệt là làm cho cái cuống nó dai hơn, sẽ giúp bà con mình chống được cái việc rụng trái, đặc biệt ở trong giai đoạn mùa mưa. Trái 80 bà con có thể sử dụng trên tất cả các loại cây trồng, trên lúa, trên cây trái và rau màu. Đối với trên cây trái thì bà con có thể có nhiều cách sử dụng. Bà con có thể phun trực tiếp lên cây, hoặc là pha với nước để tưới, hoặc là trộn với phân để bón. Và một cái sản phẩm nữa đó là cái canh tưới Godwell. Đây là sản phẩm mà được chiết xuất từ cá, và đặc biệt chứa rất đầy đủ dinh dưỡng. Trong đó chúng ta bổ sung những cái đa chung vi lượng đều có. Kiên lưu ý bà con mình thì Godwell không chứa cái thành phần kích thích. Do đó khi cây trồng được bà con mình sử dụng nhiều cái nguồn đạm hữu cơ thì sẽ phát triển tốt hơn và cái cây nó sẽ bền hơn. Kính thưa Thạc sĩ Huy, vào đầu mùa mưa cam sòn thường bị nứt thân xì mũ và bệnh khô cành. Nhờ thạc sĩ cho biết cách phòng trị như thế nào? Đối với bệnh xì mũ gốc bà con, thì đây là do loại nấm Phytophthora gây ra. Và thường thì nó sẽ xuất hiện ở từ phần gốc dài lên và tấn công lên cả trên nhánh. Chúng ta thấy là vết bệnh đầu tiên nó sẽ xuất hiện một cái vết và chảy cái nhựa ra từ từ. Cái vết này nó sẽ lan dần và làm hư cái phần da bên ngoài và làm cho khô cành, cũng như là khô cái phần thân, nó sẽ làm chết cành, chết cây. Đó là một cái bệnh rất là nghiêm trọng mà bà con cần phải phát hiện sớm thì phòng trị thì nó mới mang lại hiệu quả cao. Và chúng tôi sẽ giúp bà con mình quản lý cái bệnh xì mũ gốc do Phytophthora bằng cách bà con phải thăm vườn thường xuyên, và khi phát hiện có hiện tượng những cành khô và có vết xì mũ thì bà con nên cắt bỏ những cành khô đó đi, đem ra khỏi vườn tiêu hủy. Thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm Insugan. Đây là cái sản phẩm đặc trị cái nhóm nấm Phytophthora, sẽ giúp bà con mình phòng trị phun ở trên để giải quyết cái nấm Phytophthora ở trên cành. Và riêng trong ở thời điểm mà bà con phát hiện nếu có dưới thân, ở dưới thân mà những cành lớn, thì bằng cách bà con có thể sử dụng cái dao nhọn, mình sẽ cạo cái phần vị trí mà chảy nhựa ở phần thân ra, thì bà con sẽ sử dụng cái Insugan, và chúng ta phối thêm cái sản phẩm Insugan này vào. Và hai sản phẩm này bà con phối lại với nhau và quậy ra sạch sạch thì chúng ta sẽ quét vào vị trí đó. Sau khi bà con mình xử lý bằng cách kết hợp giữa Insugan và Insugan mình quét vào, thì khoảng tuần sau chúng ta thấy vết bệnh nó sẽ khô và lúc này cái cây nó sẽ phục hồi trở lại. Cái thăm ở vườn cam á, nó bị cái dấu trên cái trái vậy nè, nhờ thạc sĩ có thuốc gì để trị nhưng mà tôi hướng dẫn cho tôi trị nó. Chúng ta thấy hiện nay vào mùa mưa thì cái bệnh mà nhiều nhà vườn đang băn khoăn và phải chịu gặp rất nhiều, đó là cái bệnh mà chú vừa trao đổi chúng ta, đó là cái bệnh ghẻ. Thì đối với cây có múi thì bệnh ghẻ mà con mình có thể phân thành hai nhóm. Thứ nhất là ghẻ do nấm và ghẻ do vi khuẩn. Ghẻ do nấm hay gọi là bệnh ghẻ nhám, còn ghẻ do vi khuẩn hay gọi là bệnh loét. Thì cả hai bệnh này đều gây hại ở trên cành, trên lá cũng như là trên trái. Đối với ghẻ do nấm thì chúng ta thấy vết bệnh nó sẽ xuất hiện nổi nhô lên ở dưới bề mặt lá và trên trái thì cũng vậy. Còn đối với ghẻ do vi khuẩn thì nó nổi nhô lên trên bề mặt lá và xung quanh cái vết bệnh này thì nó có cái quầng vàng và ở giữa thì nó có cái tâm xám. Và đây là hai cái bệnh mà rất khó phòng trị, do đó bà con cần nên chủ động phòng ngừa sớm sẽ mang lại hiệu quả cao ở trong đối với vườn chúng ta. Thì ở đây chúng tôi sẽ giúp cho bà con mình một cái giải pháp để quản lý cái bệnh ghẻ này thành công, đặc biệt trong cái mùa mưa này. Thì đầu tiên bà con nên trước khi vào mùa mưa chúng ta nên cắt bỏ những cái cành mà mang mầm bệnh của cái vụ trước, đem ra khỏi vườn tiêu hủy. Và bà con sử dụng sản phẩm Insugan phun rửa vườn hay là để nhằm mục đích giảm cái áp lực mầm bệnh ở trên vườn. Và khi vào mùa mưa và khi mà cây nó ra thượng non thì chúng ta nên phun định kỳ sản phẩm Insugan cứ 10 đến 15 ngày và sẽ giúp cho bà con mình bảo vệ cái vườn cây có múi chúng ta trong cái mùa mưa không bị ghẻ. Cảm ơn thạc sĩ Trường Huy rất là nhiều ạ. Với những cái thông tin vừa rồi thì bà con sẽ có cái cách tốt nhất để mà chăm sóc cái vườn cây ăn trái của mình trong điều kiện thời tiết bất lợi. Và chúng ta sẽ tiếp tục bàn sâu hơn về cái biện pháp phục hồi cũng như là chăm sóc vườn cam quýt sau mưa lũ ở chương trình kỳ sau vào ngày 12 tháng 10 năm 2015. Còn bây giờ thì Ngọc Như mời bà con và quý khán giả đến thăm một vườn cây ăn trái có sử dụng sản phẩm Rockwell, một trong những sản phẩm mới của tập đoàn Lộc Trời. Cái Rockwell này tôi sử dụng nó cũng ba bốn đợt rồi, tôi thấy nó rất hiệu quả. Tại vì tôi thấy hiệu quả tại vì hồi trước kia ông bà mình
trồng cây thì người ta tưới phân cá, phân tôm, này phân động vật người ta để người ta ủ á. Nhưng mà tôi thấy cái gót queo này có thành phần gì cá thì tôi nhị tôi mới xài nó. Xài nó thì tôi thấy rất hiệu quả. Thì cây còn nhỏ tôi tưới mỗi một cây như là 50 cc cho một cây. Tưới rồi tôi tưới phân từng sao thấy nó đâm tược rồi nhiều, rồi lá nó dày nó xanh, rồi đất nó xốp hơn. Thì từ đó tôi thấy gì hiệu quả gì thì thường khoảng 1 tháng là cây nhỏ là 1 tháng tôi tưới một lần. Mình tưới gốc cây, mình tưới cái tán lá, theo tán lá của nó vòng hết cái toàn cái tán lá như nền đất. Mình tưới như thấy cái cây nó khỏe, nó mạnh mà nó đâm chồi tốt thì cây nó tốt đầy đủ dinh dưỡng thì nó sẽ ít bị bệnh hơn. Thì cái gót veo thì sử dụng lúc mà cơ tược chuẩn bị ra đó thì sử dụng thì thấy hiệu quả rất cao. Khi cơ tược ra thì nó cái độ xanh đó, thì nó xanh dày dặn hơn cái những cái hàng khác. Sử dụng nó nếu mà đạt hiệu quả thì nó lại nhẹ chi phí, rồi nếu mà cái nào mà vườn mà không sử dụng đó, nó hơi ẹo ọt thì mình phải tốn thêm một cử hai cử thuốc nữa nó mới có thể lợi sức bằng với cái thằng hàng gót veo. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Cùng Nông Dân Ra Đồng đã hết. Bà con và quý khán giả có thể xem lại chương trình tại địa chỉ web www.hậugiangtv.vn. Hẹn gặp lại bà con trong chương trình lần sau vào lúc 18:30 ngày 12 tháng 10 năm 2015 trên truyền hình Hậu Giang. Phân bón lá hữu cơ DS80 phun cũng được, rải cũng được, tưới cũng được. DS80 dưỡng chất tích lũy ngàn năm trong đất, hoàn hảo nhất cho cây trồng. Sản phẩm duy nhất có 5 chứng nhận hữu cơ quốc tế. DS80 dinh dưỡng cho đất, dưỡng chất cho cây. Sản phẩm của công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang.